Anh Hoàng, anh xếp đồ vào thùng làm gì đấy? Anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Cái thằng này, năm mới nè mẹ. Anh nói xà lơ, xem nói gì. Anh đang chuẩn bị đồ để đi từ thiện đấy. Tao tích đức đầu năm đấy. Tích đức đầu năm á? Exactly. Tối nay nhá, tao sẽ mang cái đống đồ này để đi phân phát cho những người vô gia cư ở ngoài kia đây này. Tao làm tất cả những cái việc này ấy, nó xuất phát từ cái tấm lòng của tao. Chứ tao cũng không có mong cái nhu cầu gì hết. Tao chỉ mong là nhá, năm nay tao sẽ làm ăn phát đạt này. Tao kiếm được nhiều tiền, thế là sẽ có nhiều người theo đuổi tao. Thế tao sẽ có nhiều người yêu. Xong rồi tao đi làm cái gì tao cũng gặp may mắn này. Thế là tao hạnh phúc từ giờ đến cuối năm luôn. Anh cầu một đống ra, xong lại bảo không có gì là như thế nào. Thì bây giờ mày làm những cái việc tốt thì mày sẽ nhận lại được những cái việc tốt thôi. Thế mày không ủng hộ tao à? Vâng, tôi biết anh trai tôi tốt rồi. Mà để em xem anh từ thiện những cái gì nào. Rất nhiều đồ luôn. Đây này, son dưỡng. Sao lại từ thiện son dưỡng? Thế cái thời tiết như thế này nhá, người ta ở ngoài kia kiểu gì người ta chẳng bị nẻ môi. Mà nẻ môi thì phải bôi son dưỡng chứ. Đây là còn thiếu nhá, thiếu hẳn cái bộ skin care sữa rửa mặt thì nước hoa hồng có kiểu chết khoáng. Ủa, lại còn cả tai nghe nữa. Tai nghe? Thế mày chưa nghe thấy cái câu là âm nhạc là cái liều thuốc cho tâm hồn à? Cái người ta ở ngoài đấy kiểu gì người ta chẳng buồn. Mà buồn nhá, lôi cái tai nghe này ra nghe, nghe cái hết buồn. Hóa là thiệt thực. Quyển lịch này. Quyển lịch. Mày xem ngày tháng đây. Đây này, sau đây nha, nó có mấy cái ô này. Khi nào chán ấy, lôi ra chơi cả caro. Ico giải trí. Em xin anh đấy, anh đi từ thiện ấy thì phải tặng những đồ thiết yếu mà họ dùng được, ăn được, hoặc là phục vụ nhu cầu sống của họ chứ. Sao anh tặng toàn mấy cái đâu ấy? Thì lần đầu, ai chẳng có lần đầu. Thế là như nào? Thế em nghĩ nhá, anh nên tặng đồ ăn như kiểu sữa hoặc là bánh kẹo này. À, mà tặng thêm chăn gối cho người ta nữa, để họ có chỗ sưởi ấm anh ạ. Có thế mà tặng không nghĩ ra. Đi mày, đi mua tao. Nể lắm em mới đi cùng anh đấy nhá. Chứ để anh mang mấy cái đống đồ này đi, người ta lại phải đưa anh vào viện đấy. Năm nay tao được rất nhiều tiền lì xì luôn. Tao sẽ lấy tiền lì xì tao đi mua hết đồ từ thiện luôn. Quá tích đức luôn đi. Chú ơi, chú, cháu chào chú ạ. Chào cháu. Chú ơi, sao muộn như thế này rồi mà chú vẫn còn ở đây ạ? Chú không về nhà ạ? Chú không có nhà cháu ạ. Sao chú lại không có nhà ạ? Thế vợ con của chú đâu? Không ai chăm sóc cho chú ạ? Con trai chú, nó bị tật nguyền từ lúc mới sinh ra cơ cháu ạ. Vợ chú chán quá, bỏ đi theo người ta rồi. Chú phải bán hết cả nhà, cả cửa, bán mọi thứ để chạy chữa cho anh ấy. Nhưng mà rồi cũng không qua được. Anh ấy mất năm ngoái rồi cháu ạ. Bây giờ chú chả có nhà, chẳng còn gì cả. Cứ sống vất vưởng thế này qua ngày. Ai cho cái gì thì ăn cái nấy thôi cháu ạ. Khổ thân chú thật đấy. À đây chú ơi, cháu không có gì nhiều. Cháu chỉ có vài suất cơm ở đây, với là một ít đồ thiết yếu. Chú nhận tặng chú nhá. Ừ, các cháu tốt quá. Đưa đi mày. À đây chú ơi, cháu còn có một ít tiền ở đây, chú cũng cầm đấy. Lúc nào mà chú cần ấy, chú cứ lấy ra mua đồ ăn với là thuốc men chú nhá. Các cháu tốt quá, chú cảm ơn nhá. Đưa đi con đi về. Dạ chú ơi, thôi bọn cháu phải đi luôn đấy ạ. Chú ở lại giữ gìn sức khỏe chú nhá, bao giờ có thời gian bọn cháu sẽ qua. Thế hai cháu về nhá. Chú cảm ơn nhá. Các cháu ngoan quá. Cháu chào chú. Hai anh em đi nhá. Chú, bọn cháu lại đến mang đồ cho chú đấy ạ. Quý hóa quá. Chú cảm ơn nhá. Này cháu ơi, hôm nay có mỗi đồ ăn thôi, không có tiền à? Chắc cháu quên nhỉ. Cháu có quên cái gì đâu à. Hôm nay chỉ có đồ ăn thôi chú ạ. Lần trước chú nhớ là cháu cho chú cho cả tiền mà. Chú còn lạ gì nữa. Đoàn đi từ thiện nào mà chẳng có tiền. Thôi cho chú xin đi nhỉ. Nay cháu không có thật chú ạ, nay cháu chỉ có đồ ăn đấy ạ. Đi làm từ thiện mà lại có mỗi đồ ăn. Chỗ này ăn chắc là được một ngày chứ mấy. Phải cho người ta cái gì đấy nó có giá trị một tí. Làm từ thiện thì phải có tới tâm cháu ạ. Chứ
đi từ thiện mà thế này thì thôi, đi từ thiện làm cái gì? Rời ạ. Tức là chú chê đồ từ thiện đấy ạ. Chú ơi, tất cả những đồ này đều xuất phát từ tâm của bọn cháu đấy ạ. Tại vì bọn cháu á, thấy chú có cái túi to như thế kia nên là cháu mới không mang thêm đồ cho chú. Tại vì chú cũng đâu có nhà đâu mà để nhiều đồ như thế ạ. Không có nhà thì sao? Kệ tôi, không có nhà thì tôi mới phải đi xin tiền, xin đồ ăn chứ. Vì chú chỉ cần những đồ giá trị để mang đi bán đúng không? Tất cả mánh khóe của chú đã bị chúng cháu phát hiện ra hết rồi. Mày làm sao đấy? Sao mặt mày cứ đớn đờ ra từ nãy giờ đấy? Em thấy có điều gì đó không đúng đâu anh ạ. Ông chủ kia không phải là người nghèo thật đâu. Em nghĩ chú ấy đang diễn đấy. Mày nhìn người ta khổ như thế mà mày bảo người ta diễn à? Có mà mày suy diễn thì có. Lúc em đưa túi đồ cho chú ấy, em thấy có một vết bớt ở gần mắt đấy. Vết bớt thì sao? Ủa alo? Hôm qua em đi mua đồ dùng, anh có nhớ em kể cho anh một quán tạp hóa lạ lùng ở gần chung cư mình không? Nhớ. Lúc em về thì gặp một ông chú dáng người này với cả vết bớt ở gần mắt ấy rất giống với người đàn ông này. Em nghi ngờ là cùng một người đấy anh ạ. Alo, anh mua cái gì ấy thì nói một lần thôi, chứ anh bắt em đi đi lại nhiều ấy là em kệ anh luôn đấy. Anh ra. Cần gì cứ mua cho anh đi này. Ơ, anh mới bán ở đây à? Sao trước giờ em có thấy đâu nhở? Anh mới. Chẳng là anh thấy ở khu chung cư mình không có hàng tạp hóa nào, mọi người muốn mua thì cứ phải đi xa, lại còn đắt nữa. Thế là anh quyết định mở một sạp nhỏ ở đây. Anh bán thì đam mê. Thế thì tốt quá, em đỡ phải đi xa. Anh chờ em một chút nhá. Alo, anh Hoàng à? Anh cần mua cái gì nhở? À, ok. Em cần mấy cốc mì với cả hai bình sữa anh ạ. Có ngay. Mấy cái này là đồ thiết yếu, đơn giản. Để anh lấy lương cho. Ê! Của em hay bao nhiêu tiền anh nhỉ? Của em có 50.000 thôi. Ui, sao rẻ thế hả anh? Anh đã bảo rồi, anh bán vì đam mê mà lại tiền nong quan trọng gì. Đây, anh gửi. Em gửi anh. Ai cũng tốt như anh ấy thì tuyệt vời biết bao. Ước gì anh bán cả khẩu trang luôn để em đỡ phải giao hiệu thuốc. Khẩu trang á? Có luôn. Ui, anh có khẩu trang luôn đấy hả? Đây. Bảy màu nó đi thi lại. Mỗi ngày đeo một cái cho nó máu. Quán anh đa di năng phết nhở. Khéo có cả chăn gối với quần áo cũng nền ấy. Này, làm sao em biết? Anh bắn chăn nhá. Đây, anh bắn chăn đấy. Xanh đỏ tím vàng, màu nào cũng có nhá. Còn anh nhá, bán cả túi sách cho nữ, thậm chí là quần lót nam cũng bán. Cả thước mọc tóc gối đầu của mấy ông già ấy cũng có luôn. Em nói cái gì là anh đáp ứng cho cái đấy. Đấy. Còn hơn nữa nhá, anh còn bán cả Apple Watch, iPhone, iPad. Em muốn là cũng có luôn. Em mà mua nhá, anh bán theo cân cho nó rẻ. Em nói thế thôi, chứ em lấy đâu tiền ra mà mua. Thôi, em phải đi mua hoa quả để cúng đấy ạ. Ơ, này. Hoa quả cúng chứ gì? Hả? Việc gì phải đi đâu xa, anh cũng có luôn. Đây này. Ui, anh lấy đâu ra thế hả? Cái này ấy là anh nói đùa thôi. Con sư tử khai nhanh rằng là mua hoa quả về cúng rằm. Tí về mà không mang theo hoa quả ăn thịt đánh mất ấy. Anh đùa em tí cho vui thôi. Làm em cứ tưởng túi của anh cứ như là túi thần kỳ của Doraemon ấy. Mà công nhận quán của anh đỉnh thật đấy. Em hứa nhá, em sẽ là khách hàng trung thành ở quán anh luôn. Nhớ mồm ấy nhá. Thôi em đi đây, em chào anh ạ. Anh cảm ơn nhá. Cháu xin lỗi ông ạ, ông có làm sao không ạ? Không sao. Hai người này kỳ lạ thật đấy. Em liệu có đúng không ta? Nhưng mà nhìn chú ấy khổ như thế cơ mà. Chắc mày nhầm. Cái túi đen kia cũng rất giống cái túi đen hôm nọ mà em cầm. À, anh có để ý trên tay chú ấy đeo một chiếc nhẫn rất xịn với cả to không? Tôi để ý làm sao được, lũ ấy xúc động gần chết. Muốn biết thật hay giả ấy thì mình có thể quan sát là được mà.
Được. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng, có biến kìa, có biến ấy, có biến. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Lừa tiền của tao thì không nói làm gì, nhưng đây còn lừa cả tình cảm của tao nữa. Không ai khổ bằng tao, Tôm ơi. Em nghĩ mình cần phải dẹp ngay tình trạng này để tránh nhiều người bị lừa như anh. Em nhìn tình trạng này thì dễ đã tồn tại lâu và lừa được rất nhiều người. Mày có kế gì chưa? Rõ ràng chú có nhà có xe, lúc đến đây cũng có người đưa đến, rồi giấu xe ở một góc, sau đó ra đây giả nghèo giả khổ để lừa người khác. Chú đang lợi dụng lòng thương hại của mọi người đấy. Tôi có đi ăn xin đâu, tôi nằm đây ai cho cái gì thì cho chứ, sao lại bảo tôi lừa đảo, vớ vẩn thật đấy. Mà các anh ở đâu đến đây, định gây sự cái gì đấy hả? Cửa ơi! Là sao? Đây rồi. Như nào? Đây. Này, chúng mày có thích phá hoại chuyện làm ăn của tao không? Hả? Anh đừng có mà sốt sắng lên như thế. Bởi vì chúng tôi không đến đây một mình. Anh dân quân tự vệ ơi. Này. Giờ này con tụ tập ở đây làm gì hả? Vô gia cư hay là gì ấy? Chào đồng chí. Vô gia cư thì cũng phải lên trung tâm chứ. Không thể nào mà ở đây được đâu. Không, tôi có vô gia cư đâu. Thế bác ở đâu? Nhà tôi ngay gần đây, cách đây có mấy ngõ thôi mà. Có giấy tờ gì không? Đưa đây tôi kiểm tra. Có. Chú có cả chứng minh thư, chú có cả sổ đỏ nữa. Đây. Ôi trời ơi. Chú vô ra cứu chú đi ăn xin mà sao? Này. Chú đeo nhẫn vàng cả trời ơi. Không mang đi để nhà mà mất cắp à? Vớ vẩn. Đây đồng chí, đầy đủ có địa chỉ, có cả sổ đỏ đấy anh ạ. Được rồi, bây giờ mời hai người lên phường đảm bảo theo trình để tôi làm rõ. Thôi, anh, em hứa nhá, từ mai trở đi là bọn em không ngủ ở đây nữa. Đúng đấy ạ. Anh ơi, anh đừng tha, anh đưa chú với lại anh ấy lên phường đi anh ạ. Phải đi một ngày. Anh nghỉ. À, mà này, anh nhớ xe đi đấy, không để đấy, mai mất đấy. Mày không phải dặn, mà tất cả là tại hai chúng mày đấy, mày cứ nhớ đấy. Không nhớ, nào? Đi. Mày nhớ mặt tao đấy. Chú ơi, bộ vét. Đúng là bây giờ chả tin được ai, lòng tốt cũng bị lợi dụng nữa. Đấy, may mà có mày đấy, chứ không người ta đã bị lừa nhiều hơn rồi. Thế nên mình làm việc tốt ấy thì cần phải xem xét để tránh bị những người như thế này lợi dụng lòng thương hại để mà trục lợi. Bên cạnh những người như thế này còn rất nhiều người và rất nhiều tổ chức khác nữa. Mình làm việc tốt để giúp những người khó khăn thực sự, nhưng lại vô tình tiếp tay cho những người như thế này thì thực sự là buồn. Từ bây giờ trở đi nhá, tao đi làm từ thiện ấy, tao sẽ theo dõi người ta. Nếu như mà người ta là vô gia cư phá ke, vô gia cư giả vờ ấy, tao báo công an. Tao sẽ là thám tử vô gia cư.